Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Đối thủ của anh là một kiện tướng quốc gia Ngô Ngọc Minh của Bình Phước. Đây là trận đấu tại vòng 1 giải cờ tướng vô địch quốc gia 2022, nội dung cờ nhanh. Mời các bạn thưởng thức gián cờ phế pháo tấn công kỳ dương. Chi 吃 将军
Giang Jun. Hoshi. Chi. Chi. Giang Jun. Tướng 6 bình 5. Chơi đến đây, Ngô Ngọc Minh, kiện tướng quốc gia đã buông cờ nhận thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất.